Vâng, em chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì xưởng của Phúc Tuấn chuyên sản xuất con hàng con giống ngựa và nói chung là tất cả các mặt hàng mỹ nghệ để trưng trong phòng khách của anh chị em nhà mình nhá. Thì hôm nay là em có một tác phẩm bức nhất mã anh chị em ạ. Và tác phẩm này thì bên em làm chất liệu bằng gỗ mun hoa. À, em xin lỗi, một chất liệu bằng gỗ mun đô công anh chị em nhá. Đấy, một loại gỗ là vân gọi là đẹp nhất cả cái thế giới này luôn anh chị em ạ. Không có dòng gỗ nào mà đẹp như cái dòng gỗ mun đuôi công này anh chị em ạ. Và tác phẩm này thì của em đục nguyên khối anh chị em nhá, nguyên khối luôn ạ. Và một tác phẩm bức nhân mã này đôi khi là mấy anh chị em mình ở đây thì các bác chơi về cái thẩm mỹ thôi, về cái ý nghĩa của tác phẩm ngựa này thì anh chị em mình đôi khi là anh chị em mình vẫn chưa biết nhiều về tác phẩm này. Thì hôm nay thì tiện về em giới thiệu tác phẩm thì em cũng giới thiệu luôn cho anh chị em nhà mình ở đây về cái phong thủy kê tác phẩm bức nhất mã chất liệu bằng gỗ mun đô công này, để giới thiệu cho anh chị và anh chị em chơi, để anh chị chơi đồ gỗ và biết về đồ gỗ và biết cái ý nghĩa, để anh chị em mình chơi đồ gỗ nó sâu hơn và nó thích hơn anh chị em nhá. Đôi khi là khách đến chơi nhà thì anh chị em mình tư vấn nói chuyện trò về cái phong thủy cũng như là cái chất gỗ này thì nó sẽ là ok hơn đúng không ạ? Đôi khi khách hỏi và anh ơi cổng ngựa này kê vào có tác dụng gì không? Gì đấy thì anh chị em mình lại không biết được trả lời những cái tác phẩm mình kê trong ra đình nhà mình thì nó lại không hay lắm đúng không ạ? Thì cái ý nghĩa trước tiên thì anh chị em biết là ngựa là từ xa xưa thì ngựa cũng là rất là thân thuộc với con người của chúng ta đúng không ạ? Ngoài ra thì anh chị em biết là ngựa này là một cái dòng rất là thông minh, anh chị em đang rất là thông minh, và đặc biệt là ngựa là làm cái nguồn lực chính của trong gia đình cũng như là ở trong một cái cơ quan quên là một cái khu vực nào đó thì anh chị em mình nhá. Thì đó là ngựa thì nó rất rất là không có ngựa thì không làm được cái gì cả. Đấy nên là ngựa rất là quan trọng từ ngày xa xưa anh chị em ạ. Thì trong phong thủy kê hiện đại bây giờ anh chị em kê trong nhà thì ngựa thì thể hiện cho sự sức khỏe này, sự bền bỉ này anh chị em này. Và cái thứ hai là mang đến tài lộc này. Đấy anh chị em nhá. Và cái trong các bác là làm kinh doanh thì kê trong phòng 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 làm việc của mình hoặc là anh chị em mình kê trong công ty thì những cái tác phẩm ngựa này thì tượng trưng cho sự thành công anh chị em nhá, sự thành công. Và đây thì em sẽ đó là cái ý nghĩa của tác phẩm này. Thì đây em sẽ quay sát vào để giới thiệu cho anh chị em xem về cái lát đục của bên Phúc Tuấn bên em ạ. Và cái lát đục này thì anh chị em biết là bên em đục rất là kỹ càng và rất là đẹp luôn anh chị em nhá. Trước tiên thì anh chị em mình cái xem cái diện mặt của tác phẩm ngựa này của bên em này. Đấy anh chị em nhá. Trước tiên thì cái diện mặt thì anh chị em biết là những cái đường gân này anh chị em này, cái mắt này, đường gân này. Đấy, anh chị em thấy cái tất cả các sống này và cái đường gân mắt mũi này và cái mặt này anh chị em này, mặt này bên em làm đục cả gân nhá. Đấy anh chị em thấy không? Đây anh chị em thấy này, nhìn mặt mũi bên em gân này. Anh chị em thấy cái độ kỹ không? Rất là kỹ càng luôn. Và đặc biệt thứ hai là ở dưới này anh chị em nhìn thấy các cái bờm của những chú ngựa đây. Anh chị em thấy không? Bên em chặt tỉa cũng như là bên em làm nó rất là công phu, nó rất là đẹp luôn anh chị em nhá. Đấy rất là công phu, rất là đẹp luôn ạ. Đó, và tác phẩm này thì có em làm liền khối luôn. Thì các đường cơ này anh chị em này, đấy, đường cơ của chú ngựa này. Đó, rất là đẹp vào đây anh chị em nhá. Hàng liền khối thì anh chị em nhìn thấy này, các vân gỗ này. Đấy nó liền liền nhau anh chị em nhá. Đấy đang yên một cái nếu mà hàng chắp thì anh chị em biết là cho cái vân chỗ này này thì nó sẽ không đều nhau. Thì đây của em hàng liền các bác nhìn này. Vân nó rất là nền, nó rất là đều nhau. Đó, đúng không ạ? Đây cái chân sau cũng vậy anh chị em nhá. Đây là hàng này thì em đục hàng đục tứ diện rồi anh chị em ạ. Đây chân sau này các bác này. Đấy vân nó rất là đều nhá anh chị em nhá. Đẹp không ạ? Đó là cái hàng liền thì chị em nhìn chân liền này. Anh chị em thấy gọi hàng liền thì anh chị em nhìn phát là nó sẽ đẹp hơn và rất đẹp hơn rất là nhiều. Và anh chị em thấy là cái đường vân này. Vân là vân gỗ tự nhiên hết anh chị em nhá. Dầu gỗ mun đô công này anh chị em biết là vân gỗ là vân gỗ tự nhiên và cái dòng vân này thì mệnh danh là cái dòng gỗ là vân nhiều nhất cả thế giới này luôn. Nên anh chị em mình chơi những dòng gỗ này thì vân đẹp lắm, rất chi là đẹp luôn anh chị em nhá. Về cái độ bền của tác phẩm này thì chia sẻ với anh chị em mình hàng này thì em đã sơn MU rồi. Khi trưng chơi các tác phẩm này thì cái độ bền của cái dòng gỗ này nó rất là tốt anh chị em nhá, rất là tốt. Đấy như cái tác phẩm này thì em trưng chơi là kể cả khi anh chị em mình mua sản phẩm của bên em thì bên em có bảo hành cho anh chị em nhá, 1 năm cho anh chị em mình để anh chị em mình không sợ nứt nát hay là gì cả. Trong 1 năm đó thì anh chị nếu mà có xảy ra một cái gì nhỏ gì nứt nát hay là một cái vấn đề gì nhỏ gì về cái tác phẩm thì bên em sẽ hoàn thiện cho anh chị lại sơn si tất cả các kiểu luôn cho chị em nhá, để chị như mới luôn đó anh chị ạ. Đấy là về cái sản phẩm này cũng như là em muốn trao những cái
sản phẩm và cũng loại gỗ rất là đẹp đến cho anh chị em, để anh chị em mình chơi và hưởng thụ và yên tâm, đúng không ạ? Khi anh chị em chơi được một năm rồi, ví dụ như anh chị em mình chơi có bị xước sát hay gì đấy, nứt nát cái gì đấy thì chia sẻ với anh chị em là bên em vẫn bảo hành cho anh chị, cũng như anh bên em sẽ về sơn si cho anh chị em miễn phí, không mất cái phí sơn si hay là làm cái tác phẩm đẹp hơn đâu ạ, đúng không ạ? Đó là cái chế độ bán hàng của bên em anh chị em mình nhá. Vâng, nếu mà anh chị em mình chưa có tác phẩm bức nhất mã trưng vào trong gia đình mình hoặc là cửa hàng cửa hiệu trên công ty thì anh chị em mình có thể liên hệ trực tiếp qua số liên hệ của bên tượng gỗ đẹp Phúc Tuấn bên em nha anh chị em nhá. Thì các anh chị em mình cứ liên hệ qua số liên hệ đó, anh chị em tất cả các mạng xã hội đó thì anh chị em bên em đều có hết các tài khoản cũng như là các số của bên em ở trên các mạng xã hội đó, nên là anh chị em mình có thể liên kết và nhắn tin qua em qua cái địa chỉ đấy anh chị em nhá. Đấy ạ, đó là cái toàn bộ tác phẩm nhất mã này để giới thiệu đến anh chị em nhà mình, để anh chị em mình trưng vào trong nhà mình để mang lại đến tài lộc sức khỏe may mắn anh chị em mình nhá. Và em xin chào anh chị em mình, hẹn gặp lại anh chị em mình vào clip tiếp theo và những sản phẩm tiếp theo, để em sẽ giới thiệu sản phẩm cũng như là cái ý nghĩa những sản phẩm để anh chị em mình kê vào trong nhà biết về cái ý nghĩa hơn anh chị em nhá. Rồi, em xin chào anh chị em mình ạ.